Thầy mến chào tất cả các em. Trong giờ kỹ thuật hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài thức ăn nuôi gà. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ nhé. Một giống gà có da xanh đen, lông trắng tựa bông, chân có 5 ngón. Thịt giống gà này dùng nấu thuốc bồi dưỡng cho người mới khỏi bệnh. Đây là giống gà gì? Đây, đó là gà ác. Một giống gà có nguồn gốc từ Trung Quốc, thân ngắn, lông vàng rơm, chân và thịt có màu vàng. Đây là giống gà gì? Đây, đó là gà Tam Hoàng. Khi quyết định chọn một giống gà để nuôi, cần chú ý điều gì? Khi quyết định chọn một giống gà để nuôi, cần chú ý điều kiện và mục đích chăn nuôi của gia đình. Hoạt động 1, chúng ta cùng nhau đi vào bài mới. Hoạt động 1, tác dụng của thức ăn cho gà. Chúng ta có các câu hỏi. Câu 1, động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển? Câu 2, các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể động vật được lấy từ đâu? Câu 3, hãy nêu tác dụng của thức ăn đối với cơ thể của gà. Rồi, đây là câu trả lời. Động vật muốn tồn tại, sinh trưởng và phát triển cần có đủ nước, không khí, ánh sáng và chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng cung cấp cho động vật được lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Thức ăn là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo xương, thịt, trứng của gà. Chúng ta cùng sang hoạt động 2, các loại thức ăn nuôi gà. Quan sát hình 1 sách giáo khoa trang 56. Dùng kinh nghiệm thực tế của gia đình và qua hiểu biết tại nơi em ở, hãy kể tên các loại thức ăn cho gà mà em biết. Thế các loại thức ăn mà các bạn vừa nêu rất cần thiết cho sự phát triển của gà và có thể chia chúng thành hai nguồn thức ăn như sau. Nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật và nguồn thức ăn có nguồn gốc từ động vật. Các em xem trên màn hình, nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật. Đấy là các loại hạt, được chưa? Ngô, cải, lúa, củ khoai. Nguồn thức ăn có nguồn gốc từ động vật. Thế là các em quan sát trên màn hình nhé. Các loại côn trùng, cua, ốc, vân vân. Chúng ta cùng sang hoạt động 3. Tìm hiểu tác dụng và cách sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà. Các em hãy đọc nội dung chính của hình 2, hình 3 và hình 4 và cho biết thức ăn cho gà được chia thành mấy nhóm thức ăn chính. Như vậy, thức ăn được chia thành 4 nhóm chính. Thức ăn cho gà được chia thành 4 nhóm chính. Nhóm thức ăn cung cấp chất bột đường. Các em xem trên màn hình. Thứ hai là nhóm thức ăn cung cấp chất đạm. Các em xem trên màn hình nhé. Thứ ba, nhóm thức ăn cung cấp chất khoáng. Và thứ tư, nhóm thức ăn cung cấp vitamin. Và thứ năm là thức ăn hỗn hợp hay là thức ăn tổng hợp. Loại thức ăn được chế biến nhằm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng trong từng giai đoạn phát triển của con gà. Vì thế, loại thức ăn này đang được sử dụng rất phổ biến là cái loại cám viên, thức ăn tổng hợp các em nha. Và ghi nhớ của bài học hôm nay, một, thức ăn cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Thức ăn nuôi gà bao gồm thức ăn cung cấp chất bột đường, chất đạm, chất khoáng và vitamin. Trong đó, thức ăn cung cấp chất bột đường là loại thức ăn chủ yếu cho gà. Khi nuôi gà, cần sử dụng nhiều loại thức ăn
để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Các em xem lại cái nội dung của bài học hôm nay ở trong sách giáo khoa nhé. Thầy Thư ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học tốt.